Thưa quý vị, đã hơn 2 tuần trôi qua kể từ khi lực lượng quân đội Niger đứng lên đảo chính lật đổ chính quyền dân sự của Tổng thống Mohamed Bazoum. Ngày 9 tháng 8, ngay trước thềm cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS diễn ra vào ngày 10 tháng 8 tại Nigeria, phe đảo chính Niger đã chỉ định 21 bộ trưởng cho một chính phủ quân sự mới được thành lập. Sau cuộc đảo chính hôm 26 tháng 7, lật đổ chính quyền dân chủ của Tổng thống Mohamed Bazoum, chính quyền quân sự Niger đã từ chối các đề nghị ngoại giao và phớt lờ hạn chót đối với tối hậu thư của ECOWAS nhằm khôi phục nền dân chủ và trả tự do cho Tổng thống Bazoum, đồng thời tuyên bố sẽ sẵn sàng đáp trả lại mọi sự can thiệp từ bên ngoài. Bất chấp những cảnh báo từ ECOWAS và những lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế yêu cầu chính quyền đảo chính Niger trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Bazoum và khôi phục chính quyền dân sự của ông, ngày 7 tháng 8, phe đảo chính nước này đã bổ nhiệm thủ tướng mới cho chính quyền Niger. Ngay trước thềm cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp của ECOWAS diễn ra vào ngày 10 tháng 8, chính quyền quân sự tại Niger đêm 9 tháng 8 tuyên bố thành lập chính phủ mới, chỉ định 21 bộ trưởng cho chính phủ quân sự mới được thành lập. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Mohamed Rofai Lawali, được chính quyền quân sự Niger gọi là Tổng thư ký chính phủ, công bố danh sách các bộ trưởng thuộc chính phủ mới. Trong đó, 3 trong số các lãnh đạo của phe đảo chính giữ các vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Thể thao. Tuy nhiên, ông Lawali không nêu bất kỳ kế hoạch nào khác của chính quyền quân sự. Thủ tướng mới được chính quyền quân sự Niger bổ nhiệm, Ali Mahaman Lamizen, một nhà kinh tế học sẽ lãnh đạo chính phủ mới gồm 21 thành viên, đồng thời cũng kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính. Bên cạnh đó, Salifu Modi và Mohamed Tumba, hai tướng dẫn đầu cuộc đảo chính được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ, theo sắc lệnh của Hội đồng Bảo vệ Tổ quốc Niger CNSP. Quy mô của chính phủ mới bằng một nửa so với nội các của Tổng thống Mohamed Bazoum, người bị chính quyền quân sự lật đổ. Động thái thành lập chính phủ mới diễn ra trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS họp thượng đỉnh về tình hình Niger vào ngày 10 tháng 8. Tại cuộc họp, Chủ tịch ECOWAS, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu nhấn mạnh rằng điều quan trọng là ưu tiên các biện pháp ngoại giao, coi đây là đường hướng phát triển và tiếp cận cơ bản của ECOWAS. Theo ông Tinubu, khối Tây Phi không loại trừ lựa chọn nào, nhưng tin rằng ngoại giao là con đường tốt nhất để giải quyết khủng hoảng. Tái khẳng định cam kết không ngừng của chúng tôi đối với dân chủ, nhân quyền và hạnh phúc của người dân Niger. Điều quan trọng là chúng tôi ưu tiên đàm phán ngoại giao và đối thoại làm nền tảng cho cách tiếp cận của chúng tôi. Tôi tin tưởng rằng hội nghị thượng đỉnh bất thường ECOWAS lần thứ hai về tình hình chính trị xã hội ở Niger sẽ là một thời điểm quyết định trong hành trình hướng tới một Tây Phi mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và hội nhập hơn. Chúng ta hãy nắm bắt cơ hội này để tạo ra tác động lâu dài đến cuộc sống của những người đồng bào châu Phi của chúng ta. Tất cả vẫn chưa mất đi. Kết quả của hội nghị thượng đỉnh này là minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác và đoàn kết. Chúng tôi đã tái khẳng định cam kết của mình với người dân Niger và sự tiến bộ của toàn bộ cộng đồng ECOWAS của chúng tôi. Và bạn sẽ thấy từ thông cáo của hội nghị thượng đỉnh bất thường này rằng không có lựa chọn nào được đưa ra khỏi bàn, kể cả việc sử dụng vũ lực như là phương sách cuối cùng. Chúng tôi kiên định với cam kết hỗ trợ Niger trong hành trình hướng tới ổn định, hòa bình và dân chủ ở nước này. Theo Tổng thống Tinubu, ECOWAS cần can dự với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả giới lãnh đạo đảo chính, thông qua việc tiến hành các cuộc đối thoại sớm nhất có thể. Ông Tinubu nói rằng, mục đích của các cuộc đối thoại như vậy nhằm khôi phục quyền lực cho Tổng thống Niger, Mohamed Bazoum, cũng như khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger. Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban ECOWAS Omar Alio Touré đã đọc nghị quyết về cuộc đảo chính ở Niger của ECOWAS, trong đó chỉ đạo Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng kích hoạt ngay lập tức tất cả các bộ phận trong lực lượng dự phòng ECOWAS, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng tiếp tục cam kết khôi phục trật tự hiến pháp thông qua các biện pháp hòa bình. Quyết định của cuộc họp được đưa ra như sau: nhắc lại sự lên án mạnh mẽ đối với âm mưu đảo chính và việc tiếp tục giam giữ bất hợp pháp Tổng thống Mohamed Bazoum, gia đình ông và các thành viên trong chính phủ của ông. Kêu gọi Liên minh châu Phi tán thành tất cả các quyết định của cơ quan ECOWAS về tình hình ở Niger. Chỉ đạo Ủy ban của Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng kích hoạt lực lượng dự phòng ECOWAS với tất cả các bộ phận của nó ngay lập tức. Order the deployment
ra lệnh triển khai lực lượng dự phòng ECOWAS để khôi phục trật tự hiến pháp của nước Cộng hòa Niger. Thông qua cuộc họp khẩn, ECOWAS đã ra thông cáo chính thức, trong đó có 3 nghị quyết đáng chú ý. Nghị quyết đầu tiên là yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên kích hoạt lực lượng dự phòng ECOWAS với tất cả các thành phần của lực lượng này ngay lập tức. Nghị quyết thứ hai nói về việc ra lệnh triển khai lực lượng dự phòng ECOWAS để khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger. Nghị quyết thứ ba nhấn mạnh việc khôi phục trật tự như vậy thông qua các biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, ECOWAS không nêu rõ ngân sách cho lực lượng dự phòng lấy từ đâu hay quốc gia thành viên nào sẽ gửi quân và có bao nhiêu binh sĩ tham gia. Theo giới quan sát, để tập hợp một lực lượng như vậy có thể mất vài tuần hoặc lâu hơn. Điều này mở ra cơ hội cho các cuộc đàm phán giữa các bên về tình hình Niger. Cuộc họp trên diễn ra sau khi thời hạn của tối hậu thư do ECOWAS đưa ra đối với chính quyền quân sự ở Niger đã trôi qua. Trong tối hậu thư này, lãnh đạo các nước thành viên ECOWAS cảnh báo sẽ có biện pháp can thiệp quân sự nếu tướng lĩnh tiến hành vụ đảo chính, không khôi phục quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum trước ngày 6 tháng 8. Cho đến nay, giới lãnh đạo đảo chính ở Niger chưa sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán do cộng đồng quốc tế thúc đẩy. Hồi tuần trước, trong nỗ lực xử lý khủng hoảng ở Niger, Bộ trưởng Quốc phòng của khối đã đưa ra các kế hoạch, trong đó có kế hoạch can thiệp quân sự ở Niger. Trong khuôn khổ cuộc họp nói trên, lãnh đạo các nước thành viên cũng tiến hành các phiên thảo luận riêng rẽ, trong đó có thể bao gồm thảo luận về các kế hoạch nói trên. Cuộc đảo chính hôm 26 tháng 7 ở Niger làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đẩy khu vực Tây Phi vào vòng xoáy bất ổn. Vùng Sahel thuộc Tây Phi là một trong những khu vực nghèo nhất trên thế giới và phải đối mặt với đe dọa khủng bố kéo dài. Do đó, khu vực này có nguy cơ rơi vào bất ổn hơn nữa nếu cuộc khủng hoảng tại Niger trở nên trầm trọng hơn. Theo hãng tin Reuters, trong thập kỷ qua, quân đội Mỹ đã huấn luyện lực lượng Niger chống khủng bố và điều hành hai căn cứ quân sự, trong đó có một căn cứ triển khai các nhiệm vụ bằng máy bay không người lái nhắm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và một nhánh của khủng bố Al-Qaeda trong khu vực. Tuy nhiên, cuộc đảo chính mới đây ở Niger đã đặt ra câu hỏi liệu Mỹ có tiếp tục duy trì lực lượng 1.100 binh sĩ được cho là chìa khóa để ngăn chặn các tay súng Hồi giáo ở khu vực Sahel tại quốc gia Tây Phi này hay không. Sau khi lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum vào ngày 27 tháng 6 và quản thúc ông tại gia, chính quyền quân sự đã thu hồi các thỏa thuận hợp tác quân sự với Pháp, quốc gia có từ 1.000 cho tới 1.500 quân nhân tại nước này. Theo hai quan chức quân sự Mỹ giấu tên cho biết, đến nay, Mỹ vẫn chưa nhận được bất cứ yêu cầu rút quân nào và không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ buộc phải làm như vậy. Nhưng với lời cảnh báo từ ECOWAS đe dọa can thiệp quân sự và thông tin chính quyền quân sự mới của Niger đã đề nghị lực lượng lính đánh thuê thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner giúp đỡ khi đến gần thời hạn phải trả tự do cho tổng thống bị lật đổ của nước này, cả hai đều có thể gây rủi ro an toàn cho binh sĩ Mỹ. Một trong hai quan chức nhận định rằng căn cứ máy bay không người lái của họ cực kỳ quan trọng trong chiến dịch chống khủng bố tại khu vực. Nếu như bị đóng cửa, đó sẽ là một tổn thất rất lớn. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đến nay vẫn không chính thức coi việc quân đội tiếp quản quyền lực ở Niger là một cuộc đảo chính, để từ đó hạn chế việc hỗ trợ quân sự cho nước này. Tuy nhiên, vào tuần trước, Mỹ đã tạm dừng một số chương trình hỗ trợ nước ngoài cho Niger, bao gồm cả tài trợ cho giáo dục và đào tạo quân sự quốc tế, cũng như các chương trình chống khủng bố của Niger. Vào ngày 8 tháng 8, trong cuộc trả lời phỏng vấn với BBC, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã từ chối bình luận sự hiện diện trong tương lai của quân đội nước này ở Niger. Căn cứ máy bay không người lái của Mỹ ngày càng trở nên quan trọng do thiếu các đối tác an ninh phương Tây trong khu vực. Căn cứ máy bay không người lái, hay còn được gọi là căn cứ không quân 201, được xây dựng gần Agadez ở miền trung Niger với chi phí hơn 100 triệu đô la Mỹ. Kể từ năm 2018, căn cứ này đã được sử dụng để triển khai các nhiệm vụ nhắm mục tiêu vào IS và nhánh con của Al-Qaeda ở khu vực này, đó là GNIM. Theo các quan chức Mỹ, kể từ khi các cuộc đảo chính nổ ra, binh sĩ Mỹ chủ yếu ở trong căn cứ của họ. Các chuyến bay quân sự của Mỹ, bao gồm cả máy bay không người lái, đang được phê duyệt riêng lẻ. Ông Cameron Hudson, cựu quan chức Mỹ đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, đánh giá có khả năng Washington sẽ cố gắng tiếp tục sử dụng căn cứ máy bay không người lái bất kể lực lượng nào tiếp quản Niger. Ông Hudson giải thích rằng, với việc duy trì sự hiện diện tại Niger, Mỹ có thể thu thập thông tin tình báo về các mục tiêu tay súng trên toàn khu vực và việc phòng thủ chắc chắn là điều dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điều này sẽ không mang lại lợi ích trực tiếp cho chính quyền quân sự. Trước việc các thành viên của ECOWAS có quyết định can thiệp quân sự trong cuộc họp mùng 10 tháng 8 hay không, Mỹ cần phải xem xét lại sự hiện diện của mình. Terence McKinley, người trước đây từng là đại sứ Mỹ tại Mali, Nigeria và bờ biển Nga, hiện làm việc tại Viện Hòa bình của Mỹ, nói rằng quân đội Mỹ sẽ đưa ra quyết định bảo vệ lực lượng nếu như xung đột nổ ra. Đồng thời nói thêm, một sự can thiệp như vậy là lý thuyết vào thời điểm này và ông không mong đợi ECOWAS sẽ thực hiện hoạt động nhanh chóng như vậy. Không chỉ tình hình bất ổn tại Niger, cuộc xung đột dai dẳng ở Sudan đã kéo theo những hệ lụy khôn lường, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn,
dòng người tị nạn sang các nước láng giềng ngày càng gia tăng. Giữa hoàn cảnh nhiều người dân Sudan phải bơ vơ nơi đất khách, không có tiền, phương tiện đi lại, không trốn dung thân, tại Cộng hòa Chad, một số chủ xe tốt bụng đã cung cấp những chuyến xe miễn phí giúp đỡ, đưa đón họ tới các trại tị nạn. Những người chủ xe ngựa ở Cộng hòa Chad này đang chờ những người tị nạn Sudan cùng đồ đạc của họ qua biên giới vào Cộng hòa Chad trên những chiếc xe ngựa khi cuộc xung đột ở Sudan tiếp tục buộc nhiều người dân phải sang lánh nạn ở các nước láng giềng. Cho dù những người tị nạn này có tiền hay không, những người chủ xe cho biết họ vẫn giúp đỡ người tị nạn thực hiện hành trình từ phía Sudan đến Cộng hòa Chad, hầu hết các chuyến đi đều là miễn phí. Những người Sudan này đa số đều không có tiền và điều kiện của họ rất khó khăn. Dù họ có tiền để trả cho các chuyến đi hay không, tôi vẫn giúp đỡ họ. Khi chúng tôi bị buộc phải đi tị nạn vì chiến tranh, chúng tôi đến đây với hai bàn tay trắng, nhưng người anh em Yasser này đã giúp đỡ và đưa chúng tôi đến trại tị nạn. Tôi cảm ơn anh ấy vì điều đó. Khi tôi nói không có tiền, anh ấy vẫn đề nghị chở chúng tôi đi. Một số taxi cũng hoạt động biên giới, thực hiện nhiều chuyến đi mỗi ngày với khả năng chở khoảng 4 hành khách cùng một lúc. Ai có hành lý thì thích ngồi trên xe ngựa hơn vì xe này chở được nhiều đồ hơn. Tôi thường đón nhóm 4 người, đưa họ đến trại tị nạn, rồi tôi quay lại chở nhóm 4 người khác. Hàng trăm nghìn người Sudan đã chạy sang Cộng hòa Chad lánh nạn kể từ khi cuộc xung đột từ tháng 4 vừa qua giữa quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh nổ ra, làm hỏng kế hoạch chuyển đổi sang chế độ dân sự được quốc tế ủng hộ. Một số người trong số những người tị nạn không có tiền, một số người có ít tiền và chúng tôi vẫn giúp đỡ họ bất chấp điều đó. Chúng tôi cung cấp các chuyến đi cho họ, chúng tôi đón họ tới trại tị nạn, chúng tôi giúp họ vì họ không có phương tiện đi lại. Họ có thể di chuyển bằng cách ngồi trên những chiếc xe ngựa của chúng tôi. Trên thực tế, số người tị nạn Sudan đến Cộng hòa Chad đã tăng gấp nhiều lần so với dự đoán của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Chính phủ Cộng hòa Chad đang nỗ lực tìm kiếm các địa điểm mới và xây dựng trại tị nạn bổ sung nhằm đáp ứng số lượng người khổng lồ trên. Các nhóm viện trợ cũng đang tăng cường di chuyển người tị nạn ra khỏi biên giới. Giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF đã vượt qua mốc 100 ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, khiến cộng đồng quốc tế vô cùng lo ngại. Các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc vừa qua cho biết hiện có tổng cộng khoảng 24 triệu người ở Sudan cần được giúp đỡ, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán diễn ra ở Ả Rập Xê Út sẽ giúp chấm dứt xung đột tại Sudan.